Cốc Ngậm Tiền hay còn được gọi là Thiềm Thừ là một trong những linh vật được săn đón nhiều nhất hiện nay, linh vật chiêu tài lộc, mang lại may mắn cho gia chủ. Và ngày hôm nay, Sử Tử Gỗ sẽ đem đến một loạt những cái tác phẩm tượng gỗ Thiềm Thừ được chế tác từ những chất liệu gỗ khác nhau để đem lên giới thiệu đến các bác. Đầu tiên đó chính là tác phẩm Thiềm Thừ được chế tác từ chất liệu đó chính là gỗ chắc đỏ đen có mã TCTT0020, cao 26, ngang 35 và sâu là 48,5. Một phôi gỗ chắc liền lạc vuông vắn một phôi gỗ, và tác phẩm này hiện tại đang có giá bán bên em là 26 triệu đồng cho tác phẩm này. Hàng gỗ chắc đục tay làm cực kỹ và sắc nét. Ngay bây giờ hãy cùng em đi sát vào để tìm hiểu kỹ hơn vào tác phẩm Thiềm Thừ này các bác nha. Cốc Ngậm Tiền xưa kia là một yêu quái tu hành thành tiên, chuyên đi hại người. Chính vì vậy mà Lưu Hải là một trong các đệ tử bắt tiên đã thay trời hành đạo, thu phục Cốc Ngậm Tiền bằng một cách loại bỏ đi một cái chân. Và từ khi bỏ chân thì Cốc Ngậm Tiền được biết đến với một cái tên gọi khác là Thiềm Thừ, linh vật chuyên đi chiêu tài, tránh tà. Sau khi theo Lưu Hải tiên ông du hành, Cốc Vàng không làm hại nhân gian như trước, mà ngược lại dùng phép thuật của mình đi khắp nơi để nhà tiền giúp đỡ dân lành, nên được gọi là chiêu tài thiềm, Cốc Ngậm Tiền hay Cốc Vàng mời gọi tiền tài. Thiềm Thừ xuất hiện vào đêm trăng tròn ở gần nhà ai thì đó sẽ là sự báo tin cho gia chủ sẽ nhận được sự giàu có, phú quý. Vì vậy, Cốc Ngậm Tiền được người đời tôn xưng là con vật quý, biểu tượng cho vượng tài. Thiềm Thừ với hình tượng cốc ba chân có 7 nốt sần đặc biệt trên lưng theo đúng hình dáng của chòm sao Đại Hùng, bắt đầu thất tinh nằm ở hướng cực bắc. Và trên đầu cốc là hình lưỡng nghi, miệng ngậm đồng tiền cổ, bên cạnh lưng có mang 2 sâu tiền và 3 chân cốc đạp lên 2 lớp tiền cổ. Ý nghĩa Cốc Ngậm Tiền chính là địa diện của tiền tài. Chính vì vậy mà người xưa đã tạc tượng con Cốc Ngậm Tiền, mục đích là để giúp cho mọi người kinh doanh đều ăn lên làm ra, tấn tài tấn lộc. Và từ đó thì Cốc Ngậm Tiền đã được ra đời. Tiếp đến là tác phẩm Thiềm Thừ Trầu Rổ Tiền, được chế tác từ chất liệu gỗ hương đá. Tác phẩm có mã TCTT0025, có kích thước cao 31, ngang 32, sâu 31, hàng liền khối được chạm khắc tay tỉ mỉ và sắc nét. Tác phẩm hiện tại đang có giá bán bên em là 4 triệu đồng cho tác phẩm này. Với những cái đường vân bắt mắt, gỗ hương đá là một trong những chất gỗ bền, đẹp, có màu sắc hài hòa và là một sự kết tinh rất là độc đáo của những cái đường vân đan xen nhau rất là tuyệt vời. Với nét đục tỉ mỉ do bàn tay nghệ nhân bên em thổi hồn vào, đây chắc hẳn sẽ là một trong những chú thiềm thừ chiêu tài lộc đẹp, độc và chất lượng vô cùng. Trong phong thủy, khi mua Cốc Ngậm Tiền sẽ mang đến cho người chủ sở hữu những lợi ích bất ngờ. Trong kinh doanh, khai phá được con đường làm ăn mới, giải được vận hạn, cản trở do đối thủ gây ra, công việc thuận buồm mắt mái. Trong đời sống gia đình, tránh thất thoát được tiền bài, của cải, cũng như là tăng phúc khí, thọ khí cho cả gia đình. Sang tiếp một mẫu thiềm thừ mới để giới thiệu đến các bác. Thiềm thừ ngậm tiền vàng nằm đống tiền, được chế tác từ chất liệu hương ta hay còn gọi là gỗ hương Việt, có mã TCTT0026, cao 20, ngang 29,5 và sâu 42. Tác phẩm hiện tại đang có giá bán bên em là 5 triệu đồng cho tác phẩm này. Và nhiều người cho rằng cốc vốn nương nấu dưới giếng sâu nên khi muốn gọi nó lên, Lưu Hải phải thả sâu tiền vàng thì mới chịu lên. Đó cũng chính là nguyên nhân xuất hiện ra 2 sâu tiền ở cổ hai bên sườn ngọc của cốc tài lộc. Và người đời thấy vậy nên đã sáng tạo ra những bức tượng thiềm thừ ba chân để cầu vận may, cầu sung túc đến với mọi thành viên trong gia đình. Và gia chủ cũng nên biết cách đặt tượng làm sao cho đúng cách để đem lại những cái giá trị cũng như là ý nghĩa phong thủy tuyệt đối khi trưng bày những tác phẩm cốc thiềm thừ hay còn được gọi là cốc ba chân như thế này trong không gian nhà của mình. Thiềm thừ là một loài vật đem lại tài lộc cho gia chủ, do đó được coi là một biểu tượng của sự may mắn, phát tài, là linh vật để chiêu hút tài lộc. Và để sở hữu một tác phẩm thiềm thừ được chế tác từ chất liệu gỗ hương ta đẹp và sắc nét như thế này, giá thỉnh của tác phẩm này đó chính là 5 triệu đồng. Tượng cốc thiềm thừ hay còn được gọi là cốc chúa là một trong những linh vật thiêu hút tài lộc cực kỳ mạnh, thường được trưng bày ở trên quầy thu ngân, ban thần tài, phòng làm việc, phòng khách hay những nơi tiếp đón khách, là một trong những linh vật rất là tốt, chiêu tài rất là mạnh. Và ngày hôm nay em Linh sẽ đem lên giới thiệu đến các bác tác phẩm tổng cốc được chế tác từ chất liệu vương mộc tử đàn, và đây là tử đàn tím có mã TLV0274, cao 27,5, ngang 21,5 và sâu 22,5, hiện tại đang có giá bán bên em là 22 triệu đồng cho tác phẩm này. Gỗ tử đàn là một trong những chất gỗ có giá trị kinh tế cao nhất.
Đây là một trong những chất gỗ có nhiều kim tuyến sao vàng óng chìm và đặc biệt là để dưới nắng thì nó sẽ ánh lên. Chính vì vậy mà còn được gọi với một cái tên đó là tử đàn sao. Và tử đàn có màu sẫm, đỏ sẫm hay tím sẫm, khi để vào nắng thì sẽ nổi lên một cái ánh đỏ hồng tía rất là đẹp. Và thường được dùng để tạo ra những tác phẩm điêu khắc tinh tế như là những tác phẩm đồ gỗ tâm linh, đồ gỗ mỹ nghệ, vòng gỗ tử đàn. Và đây đều là những sản phẩm khi mà chế tác ra thì có giá thành rất là cao, thuộc những cái tác phẩm tầng lớp cho những anh em đại gia săn đón hiện nay. Sở hữu cốc thiềm thừ là đại diện cho tiền tài, ngoài ra thể hiện được một cái sự trung thành với gia chủ khi mà sở hữu một cái chòm sao ở trên đầu. Và đặc biệt là sở hữu cốc thiềm thừ sẽ giúp cho gia đình của gia chủ sẽ có cả lộc lẫn sự bảo vệ, và giúp cho gia chủ ngăn chặn được những vận xấu liên quan tới thất thoát tiền bạc. Cốc thiềm thừ chiều tài lộc rất là mạnh, đặc biệt là cốc có khả năng hóa giải sát nhân, tránh được những kẻ gian phá. Và cốc trầu vào một bao tiền lớn với những chi tiết phong thủy xung quanh như là đồng xu tiền vàng, nấm linh chi hay bao tiền to thắt lại, giúp cho của cải của gia chủ không thất thoát được ra ngoài, và đặc biệt là còn đem lại tài lộc cũng như là sức khỏe trường thọ cho tất cả các thành viên ở trong gia đình. Một trong những cái hình tượng rất là sắc nét luôn gắn kết với thiềm thử đó chính là những cái đồng xu tiền vàng. Càng nhiều tiền thì sẽ lại càng đầy ắp của cải. Và cuối cùng thì em Linh sẽ đem lên giới thiệu đến các bác đó chính là hai mẫu thiềm thử ngậm tiền vàng, được chế tác từ chất liệu đó chính là gỗ chắc đỏ đen và gỗ vương mộc tử đàn, và đây là tử đàn đỏ. Và ở phía bên tay trái của em đó chính là thiềm thừ trầu vào một chiếc trống. Gỗ vương mộc tử đàn có mã là TCTT0005, có kích thước là cao 24, ngang 15 và sâu 18, được hoàn thiện tứ diện, được làm rất kỹ và sắc nét. Và tác phẩm này thì hiện tại đang có giá bán bên em là 6.800.000 đồng cho tác phẩm này. Rất đẹp và nguyên một cái phôi gỗ rất là vuông vắn và chất lượng các bác nhé. Và ở phía bên tay phải của em Linh đó chính là một tác phẩm thiềm thừ được chế tác từ chất liệu đó chính là gỗ chắc đỏ đen, có mã là TCTT0004, cao 16, ngang 32 và sâu là 36, được làm từ chất liệu gỗ chắc đỏ đen hàng đục tay, di sản rất là sắc nét. Và tác phẩm này thì hiện tại đang có giá bán bên em là 8.500.000 đồng cho tác phẩm này, với một cái phôi gỗ chắc đen, và các bác có thể nhìn thấy là di sản và được đục rất kỹ và sắc nét. Thì em nghĩ đây cũng là một trong những tác phẩm với một cái kích thước để bàn rất là đẹp để các bác chúng ta có thể tham khảo. Và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu đến các bác một loạt những cái mẫu tượng thiềm thừ được chế tác từ những rất là nhiều những chất gỗ khác nhau, ví dụ như là hương đá, hương ta, chắc đỏ đen, vương mộc tử đàn thì có hai loại, đó chính là tử đàn đỏ và tử đàn tím, để các bác chúng ta cùng tham khảo. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm nào, hãy để lại số điện thoại dưới mỗi video để được tư vấn, hoặc liên hệ trực tiếp với em qua Zalo hoặc hotline 0346059999 hoặc 0868688137. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.